thẳng lên luôn tí, tao chụp hình cái cờ đó. Đó. Rồi, chào bà con cô bác anh chị trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình được thằng em nó rủ ra ngoài chỗ nhà nó. Nhà nó cũng gần sông cái. Đi kéo lưới các bạn. Đi giăng lưới. Chính xác là đi giăng lưới trong một cái mương. Đây. Các bạn sẽ thấy mương này cá khủng khiếp lắm. Được thằng em giới thiệu là cá dữ lắm, chỉ cần bỏ lưới xuống thôi là nó dính, và dính rất là nhiều. Có thể là dính gỡ không kịp luôn á các bạn. Giờ mời các bạn đón xem coi có đúng như lời thằng em nói không nha. Cái mương cá rảnh, cá phi, rồi cá cha, rất là nhiều loại cá. Vì nó gần sông cái. Các bạn, ngồi đây nè. Ngồi đây là sông cái. Nó tiếp giáp sông cái cho nên nước nó vô á. Nước vô cho nên cá rất là nhiều. Và thằng em giới thiệu là chỉ cần để lưới xuống thôi, không cần phải chờ đâu. Để lưới xuống này nó dính cá. Và cá dính rất là khủng khiếp. Đây, mương. Rồi mời cả nhà bắt đầu xem ha, có đúng như lời của thằng em nói gì không. Thằng Bảo chào các bạn. Kéo ra. Đây, đang thả nè các bạn ơi. Đó, đó. Cá dữ thần luôn kìa, nó chạy kìa. Tích ra. Đó, nó bay kìa trời ơi. Đó, đó. Đó, dính đó. Đó, đó, cho dẫn nó bay rồi đó. Đó, dính rồi trời, dính rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Thằng Bảo chuẩn bị xuống bắt cá Bảo ơi. Đó. Ở chuẩn bị xuống bắt cá nha, là dám lỡ xuống không? Dạ. Dám nữa hả? Trời ơi, cá nó bay kìa. Đó, đó, đầm lưới đó, đó, có. Thằng kia quay đã lắm đó. Đi xích lại kia quay á. Đi lưới này dài. Ủa, dính là kìa, dính. Nhóc ở đây ngồi. Đó. Dính nhọc. Đó, trời ơi, cá nó bay kìa. Tới la nha. Cả nhà ơi, nhóc chân rồi. Thôi tới rồi. Rồi ngồi phải không? Rồi vậy thôi. Đó. Rồi đi đi thẳng rồi. Đó, cá nó bay kìa. Dính, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi đó. Nhóc luôn rồi, nhóc ơi. Dính nhọc. Rồi, có nó dính đằng đó kìa trời. Rồi. Cảnh cứ để cây đó đi. Rồi, tí nó gỡ được rồi. Có cần đập không tí? Khỏi hả? Trời, lo ăn á, cái đuổi gì nữa, nó dính kìa. Để lại đi. Trời ơi, cái nhà có nó dính nữa kìa. Hoặc chay chân. Rồi, rồi, có kìa, kìa, kìa. Ô, đó, đó. 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 Đây, đây, đây. Cái nhà là đang đi gỡ cá nha.
có rồi. Đó, một con bự rồi đó. Kìa, nhóc chân kìa. Bảo rồi, gỡ luôn Bảo ơi. Ờ, dính dữ à, dính này kìa. Trời ơi, đâu có cần chờ lâu. Để xuống rồi dính thêm. Trời ơi, nó giật nó ra. Ôi trời ơi, dính quá tí rồi. Đó, giật lên. Còn, thảy lên. Lụm. Đâu rồi? Đâu đâu, mà mình đâu 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 dở thử tay lưới lên kia tí đó. Trời ơi, nó dính rồi kìa, chẳng là cao lên cái nữa coi, cao lên chụp hình cứ cho đẹp rồi đó. Đó đó đó, con nó bự đó, dây luôn kìa đó. Rồi ô ô rồi cái chơi ô ô rồi cái kìa quýu luôn nữa, kìa quýu luôn rồi, quýu luôn rồi, cá cha nó chạy quýu luôn rồi. Đâu 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 mà dở lên cái nữa coi tí. Đó. Ừ. Dở cao lên á. Đó. Đó. Quá trời. Quá trời luôn nè. Con này nè. Con này nè, con này mấy khủng nè, đó, con nó mấy khủng đó. Đây nè. Đó, con bự kìa, con bự, con bự. Quá trời bự luôn các bạn ơi. Dục lên. Trời ơi. Quá ham cá rồi cả nhà ơi. Bây giờ lựa con bự bắt đi rồi con nhỏ hồi gỡ cái một luôn chứ mà thả nó ra nó chạy dính nữa. Bỏ đi thả đi. Nhỏ nhỏ thả lại cả nhà ơi. Lạnh hả Bảo? Đi vô tắm đi. Vô tắm đi. Đâu có chết đâu. Còn thấy phải ra nó lũi vô nữa. Ô trời. Trước dính sao kìa. Trời ơi nè. Cái này nhỏ nhỏ mà. Đó, có con nào bự không? Con này được. Chắc rồi. Quá trời cá luôn rồi, nó gậy chìm chìm phao luôn các bạn ơi. Đó, chụp. Để xuống luôn. Cá ha. Đó, cái nè, cá nè. Đây. Nè, cá có dảnh rồi nhóc. Nước bự không? Cá đầu kia. Bữa nay một tí nó văng mương nhà các bạn ơi, dính mương mương nhà cá quá chí luôn. Ơi ơi. Dọc lên bờ đi. Đây. Wow. Mới này nhóc rồi. Bảo xuống rồi Bảo. Bảo xuống nữa rồi. Lát cá cha nó chạy nữa nè. Tàu nó bay lên bờ luôn. Nó ngoài nó tắm nè. Mương này năm nào cũng vậy. Cá dữ lắm. Mương này năm nào cũng cá khóc nhóc. Đó. Dính dính con bự rồi. Đó. Đó đó đó. Cái trà. Ê. Nào giả lên đi cho nó ra. Rồi. Ra chưa? Rồi. Dính cá dồ. Đi tiếp các bạn ơi. Đi lên tắm đi Bảo ơi. Con lội với. Thôi nó đi cho nó lội đi. Lâu lâu mới được lội làm. Đó đó đó. Không đâu mà dở thẳng lên luôn tí, tao chụp hình cái coi đó. Ủa, cái bự cá phải rồi Bảo ơi. Rồi. Rồi xảy con cá bự hả? Đó. Rồi cái cây à. Đó. Thank you.
Tính kia mấy cây dừa mới trồng đây mở mát hết trơn. Rồi rồi rồi, nhấp cưng. Cho anh Bảo gỡ anh con coi. Đó rồi. Trời ơi, cả nó tắm lên trước kìa kìa. Cá cốc, cá cốc. Con cá cốc, con này mới ngon, kho lạc nó ngon. Cá cốc. Cá cốc, cá cốc. Cá cốc bự luôn các bạn ơi. Ồ, nó bay kìa. Cá nhỏ như cá linh vậy. Cá đó nó kho kho me đồ ngon lắm. Nó béo, nó béo. Nó thật ra ít cái xương hơn cái kia. Cá cốc nó dính. Có hơn. Rồi có là dính nè. Sao? Cá dính bự đó. Nó vẫn các bạn. Nó đi cho bảo. Con này bảo ơi. Trời ơi, ơn kia nó dính. Con lên đi. Ê, từ từ đi vô. Đi vô từ từ. Cây á. Cái này dính cây sao quá lố. Không ghim đó. Đi từ từ leo lên. Để nó lỡ sáng mé mà giờ nó vậy đó. Rồi, leo lên vô nhà tắm đi. Quá chỉ à. Nó bay. Nó bay đây kìa. Đó. Đó. Cá bự rồi đó. Ừ, quá trời bự luôn. Lọt vô móc cái mang á. Sảy thì không sảy rồi, sợ lưới thôi. Móc cái mang rồi mình vuốt là nó ra, nó có rách nữa. Đó. Quá trời bự luôn. Ôi ngồi. Này quá trời đã, con cá vậy các bạn. Đây, cho nó vô. Thấy không? Nè. Cút cán rồi. Nhấp chân ra. Ôi ôi, cái gì bự đó hả? Ôi, nắm cái dây này nè các bạn ơi. Ồ quá bự. Nắm cái nè. Đây, một con cá bự nữa nè. Qua. Ô. Rồi. Quá. Con nào đây lúc cắn rồi. Trời đá luôn. Rồi cuốn lưới đi. Cuốn nè. Dư ăn rồi. Ngốc rồi, đó. Dỡ lên, dỡ lên, dỡ cao coi. Đó. Trời ơi. Đã rồi. Con này còn nữa nè. Cuốn đằng kia lại chứ sao cuốn này được. Cuốn này. Mà đằng kia mày có dỡ chưa? Cuốn từ từ lại dỡ nha. Trời ơi, nó dãy vậy kìa. Quá ngon. Lỡ khúc này nặng cứu mới được chứ. Trời ơi, cá bự đó kìa, có con bự kìa. Rồi, con là bác á. Rồi. Rồi đây. Đây, con bự này nữa nè. Dỡ cao lên ông cảnh. Khoan, từ từ con, từ từ mình thấy. Thôi thả hết đi. Hả? Nhiều quá hả? Con đó đó mà. Ừ. Con cái nào nhỏ nhỏ thả thôi. Giờ cuốn lên bờ đi rồi thả nó. Chứ giờ để dưới lại dính hoài luôn á. Rồi đã. Rồi. Rồi cuốn. Đủ ăn này các bạn ơi. Giờ cuốn vô nè. Tí gửi cây đằng kia đằng này cuốn rồi mình gửi lên dục cây tí đây. Chứ dục rồi hỏi nó vô nữa đó. Nặng ở đây mới cuốn được. Đó, gỡ xuống lại luôn á. Rồi. Gỡ đại đi. Gỡ đại đi, phăng lưới lên chứ đem thôi dục ra nó dính nữa à. Không gỡ lại là tôi kéo từ từ lại á. Không khỏi kéo. Khỏi kéo luôn hả? Ừ. Gỡ rồi rồi ông đi dài dài coi chỗ nào vướng vướng á. Phăng là đây cái mình kéo mình gỡ một lượt. Cái gì? Sao?
Bữa hôm lưới này dính cá cha cũng cả nửa ký dính mà. Mấy con bự quá nó lủng. Rồi dở cây chưa? Chưa phân từ từ đi. Chưa phân được. Tính. Rồi. Rồi mày đi bờ đi ra đây cho nhanh rồi gửi cá xuống rồi dục luôn. Đó. Cá gì mà quá trời. Chạy cho nó đi dưới nước đi, nó có vướng ngăn mình biết. Đó mà, mẹ gửi gửi ra đầu đó mà. Gửi dục, gửi dục để em thôi gửi dục cái nó dính hoài luôn. Ờ à, đứng đó được rồi, đây con kéo lên tới rồi hai gọn. Thả lại các bạn ơi. Cá nhỏ thả lại. Ăn cá bự thôi đấy, không hết. Con ở trên này. Cá nhỏ nuôi tiếp. Đó, cái này con cá gì giống cá cóc nữa nè. Không phải. Cái dạnh. Cá này nuôi vậy đó, cả này là bỏ xuống hết chứ không ăn á. Ừ. Cá này là cá mè hôi. Ừ, cái đó cá mè vậy nó là khá lạ đó. Cá kia là cá ba kỳ. Cá đó cũng bự đó. Không bận như cái dẫn chết nó lâu lắm nó dưới nước vậy nó lặn nó chạy đó nó chết mình đem lên bờ á. Cái con cá rảnh này nó dở con cái là biết sao mình thấy lên bờ là nó bị dập mặt. Cái rảnh nó vậy đó. Nó mà dãy mạnh quá mình thấy lên bờ hay gì nó dãy mạnh quá cái nó dập mặt. Nó chết. Còn gì? Gì? Dằn nó về giáp xong rồi cứu có dám nhầm đâu. Giáp mà trả lời gỡ. Gỡ còn không kịp. Chưa dám ngâm nữa đó. Ngâm dính cá cha. Cá cha giờ quá trời bự luôn. Cá cha. Cá cha chắc cũng có. Nán bảo gần bảo hết hồn. Cá lưới gặp cá cha xong lên luôn. Cái nhà. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi, cái được lên luôn. Rồi cá nhà ở cái nè. Quá trời. Cá cha ở nhà. Nói bắt mấy con á, còn mấy con kia bỏ bớt á. Mấy ký. Quá trời. À. Rồi mấy bạn coi rồi cá lớn rồi. Mấy người. Rồi. Rồi bây giờ xong các bạn ơi. Mình lưới xong mình cuốn xong bây giờ mình bỏ vô. Đem về.